Thanh An chào lớp, video này Trần Khánh sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn những cái thao tác trên cây đàn nữa. Đó là các bạn sẽ tạo một cái quantum setting. Quantum setting. Có nhiều người không hiểu cái chức năng quantum setting trên đàn này như thế nào. Người thứ ba thì các bạn biết rồi ha, mình học rồi video đó rồi. Bây giờ quantum setting là khi các bạn chơi thì cái nút quantum OTS settling, nếu các bạn chọn được trái sáng thì khi bạn chơi mana thì nó sẽ mặc định cho bạn tiếng ở tiếng tự nhiên nhảy số 1. Các bạn nếu các bạn nhấn qua main B, chuyển qua main B ha, nhấn qua main B thì nó sẽ chuyển qua cho các bạn tiếng ở tiếng số 2, tự động nó nhảy nha các bạn. C, nếu nhấn qua C nó sẽ nhảy qua tiếng số 3. Và tương ứng nếu mà các bạn chơi main D thì nó sẽ mặc định nó nhảy qua tiếng số 4. Ok ha. Đó là cái cách chơi qua setting, có nghĩa là khi mà các bạn nhấn mà thay vì mình chuyển chúng ta chuyển men á, mà chúng ta muốn đổi tiếng thì thay vì các bạn phải vừa bấm chuyển rồi chúng ta phải chọn tiếng khác thì các bạn có thể tự tạo cho các mình cái men đó các bạn chơi ở tiếng nào chúng ta sẽ lưu luôn, và với điều kiện là quantum sync nút này phải cháy sáng ha. Đó, các bạn chú ý cái thao tác cái chức năng này. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái quantum setting cho một cái điệu đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cho các bạn, thí dụ có những cái điệu á, bạn chọn á thì nó sẽ có bốn nút này cháy sáng là nó có sẵn rồi, người ta đã lưu rồi. Còn nếu như các bạn thí dụ chọn cái điệu, có những cái điệu á, mà nhấp vô ha thì bên đây nó không có cháy sáng nè. Đây thí dụ mình chọn điệu khác cha đi ha, mới ha. Rồi bên đây nó sẽ không có cái bốn tiếng này nó cháy sáng, có nghĩa là mình chưa có lưu. Thì nó không có bị điệu, nó vẫn bình thường nha các bạn, tại người ta không lưu thôi nên nó không cháy sáng, chứ không phải là đàn bị hư hay là có trục trặc gì. Rồi bây giờ cách chúng ta để thao tác, chúng ta dùng giờ bây giờ mình xem điệu cha 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 này đi ha, bốn tiếng ở đây đi ha. Rồi thì cách lưu như sau. Bây giờ các bạn chọn tiếng thì trong cái bộ mà voi tổng hợp á, voi tổng hợp của sampler của thằng Khánh á, thì các bạn ví dụ thích tiếng nào nha, bạn chọn ví dụ chọn bất kỳ một tiếng nào, ví dụ bạn chọn tiếng 6 đi ha, bạn muốn lưu nó cho nó vô số 1 thì bây giờ mình chọn tiếng rồi ở vị trí này, các bạn reset cho nút này cháy sáng ha. Rồi bạn chọn tiếng rồi, bạn nhấn vào memory, nhấn vào nút memory thì nó sẽ nổi ra nút này. Các bạn bỏ đánh dấu V ngay chỗ này, chỉ tranh bóc bỏ nó đi, đừng có cho dấu V trên đây ha. Thí dụ trường hợp nó có dấu V vậy nè. Đó, thì các bạn muốn bỏ nó thì bạn xây cái này nè, tới cái chữ trên box. Bạn ấn vô Enter. Nhấn vô cái chữ Enter là tự động nó sẽ bỏ đi. Hoặc thôi bạn đánh Enter thì nó có lại ha. Bạn bỏ nó đi. Rồi xong ha. Rồi các bạn bấm vô cái số 1. Đó, bây giờ nó cháy sáng. Đã. Rồi. Có nghĩa chúng ta vừa lưu cái tiếng 6 vào tiếng số 1. Trên màn hình nó sẽ nổi ra các bạn như thế này. Nó hỏi bạn là có sao lại hay không, có thay đổi cái size này hay không. Thì bây giờ nếu mà bạn yes thì chúng ta sẽ sao nó lại. Mà sao đó là sao chỉ có một tiếng ngay ở số 1 thôi. Nếu các bạn muốn số 2, số 3, số 4 chúng ta làm một lần luôn rồi chúng ta hạ sao ha. Thì bây giờ các bạn khoan bấm yes, chúng ta sẽ bấm no. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn chọn một tiếng khác. Chọn một tiếng khác nữa đi. Tiếng nào cũng được. Tiếng nào cũng được. Giờ các bạn chọn tiếng nào cũng được ha. Bây giờ mình chọn tiếng piano đi. Rồi. Đại khái bạn chọn tiếng nào theo sở thích của bạn ha. Bây giờ mình chọn cho mình nhấp nhận tiếng này đi ha. Rồi. Tương ứng như hồi nãy á, mình làm y chang vậy ha. Dọn tiếng rồi, các bạn bấm memory. Thì dấu V chắc chắn hồi nãy bạn bỏ thì giờ nó sẽ mất rồi, mình không có quan tâm cái đó nữa, mình chỉ làm một lần bỏ dấu V một lần thôi. Rồi bấm vô số 2. Rồi treo vô số 2. Rồi tương tự nó sẽ nổi màn hình, nó hỏi các bạn sao hay không, nó sao hai cái, no luôn. Mình làm bốn cái sao một lần. Mình chọn tiếng khác đi. Rồi, tiếng khác rồi mình làm y chang vậy, bấm memory. Bấm vô số 3. Rồi chọn rồi trên màn hình nó nổi lên no, tiếp tục no, không có nhấn vô giá đó, oh no ha. Rồi bây giờ chọn tiếng khác nữa, ví dụ rồi, chọn tiếng rồi memory nữa, nhấn memory
Yêu cái số 4. Rồi xong. Bây giờ màn hình bây giờ nó nổi lên hỏi sale hay không nè. Là đến lúc này chúng ta phải sale thôi. Bấm Z. Và bấm Z. Rồi ở dưới đây nó có cái nổi lên chữ sale là ngay chỗ 6 mà bấm phía dưới sale. Rồi, ở đây có cái chữ ok, các bạn nhắc ok. Rồi nó nổi lên là cái này nó đã tên này nó có sẵn sàng rồi. Bạn có muốn đè nó lên không? Dạ. Sẵn sàng mình đương nhiên mình sẽ tạo cái này cho cái điều này mà. Thì điều này nó chưa có water setting. Các bạn bấm Z. Rồi, vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ chúng ta bấm lại cái điều hồi nãy. Nè, cái điều sẽ tra mới nãy mình nhấp vô đây nè ha. Bây giờ mình nhấp lại cái này cái nó có cháy sáng không? Này nó có cháy sáng rồi nè. Rồi mình thử cái bốn tiếng hồi nãy không? Tiếng này. Rồi, đó. Pino. Cò. Sen, đó ok, vậy là chúng ta đã có rồi đó. Rồi nếu mà các bạn muốn sử dụng nó thì muốn sử dụng chức năng này cũng được. Các bạn nhấn cái button setting link lúc này cháy sáng lên thì có thể chúng ta chơi main A là nó cháy số 1. Main B cháy số 2. C cháy số 3, đó tự động nó nhảy, mình chuyển men thì bên kia nó nhảy. Còn nếu các bạn không cho lúc này cháy sáng thì nó không có liên quan ha. Tức là mình muốn sử dụng men A mà muốn chơi cái tiếng số 3, số 4 gì cũng được. Tại vì nó không có cháy sáng thì không sao hết. Giờ thí dụ muốn men B mình muốn sử dụng cái tiếng số 4 đi, không phải số 2 đi, ok thì mình cứ chọn thôi. Thì cho cái này cháy tắt đi ha. Các bạn có những cái thắc mắc, thí dụ mình đang chuyển men sao tự nhiên thay đổi tiếng thì các bạn chú ý nha. Lại coi chừng cái đàn mình á, nó cái nút OTS link nè, nó có cháy sáng hay không. Chỉ có cháy sáng mà tắt nó đi. Nhớ cái nút này ha. À, để nhiều khi đến đây cho nó nhảy tùm lum á.